trong các bài học trước chúng ta tìm hiểu về cách di chuyển, lựa chọn các ô, các đối tượng khác nhau. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách thức để nhận dạng ra một ô hay là khối ô. Tức là chúng ta tìm hiểu xem là khi chúng ta chọn vào một đối tượng, ví dụ như là một ô, thì chúng ta thu lượm được những thông tin gì về ô đó ở trên màn hình làm việc của Excel. Ví dụ như ở đây tôi đã chọn vào một ô Và khi chọn vào cái ô C6 này Thì trên cái phần name box của chúng ta sẽ xuất hiện chữ C6 Hay nó khác ô đang chọn có địa chỉ là C6 Và trong ô này có dữ liệu là 2097 Thì cái phần dữ liệu ở trong ô này được thể hiện ở trên thanh công thức đây là nội dung của ô nếu khi mà chúng ta chọn một khối ô thì trên màn hình Excel màn hình làm việc của Excel không thể hiện cái địa chỉ của cái vùng này mà chúng ta phải tự cảm nhận lấy ví dụ như trên hình vẽ ở đây nguyên tắc của việc xác định ra nhận dạng ra một cái vùng ô được lựa chọn là dựa vào ô địa chỉ mà dựa vào địa chỉ của ô đầu tiên trên cùng bên tay trái và ô cuối cùng phía dưới cùng bên tay phải để làm cái địa chỉ hay là giải địa chỉ của vùng ô. Như trong trường hợp này vùng tôi trong hình vẽ đang bôi đen đây thì bạn thấy ô bắt đầu, ô đầu tiên trên cùng bên tay trái là ô C3 và ô cuối cùng bên tay phải là ô F8. Thì đó là địa chỉ của vùng ô đang được lựa chọn là C3 2.F8 Ví dụ Tôi kích vào ô bất kỳ Khi tôi kích vào ô bất kỳ này Các bạn để nhìn trực quan trực tiếp trên đây Muốn nhìn địa chỉ đó Bạn để gióng hàng lên trên đây Bạn thấy gọi là E Hướng sang ngang chúng ta có là số 12 Và nhìn lên trên cái phần lên mốc này Chúng ta thấy E12 Có nghĩa là ô này có địa chỉ là E12 Và nội dung ô này là chữ West tôi chọn sang một ô khác khi tôi chọn ô G9 các bạn thấy nhìn trên màn hình làm việc là số 76.200 đô la nhưng nhìn lên trên thành công thức các bạn thấy là bằng xăm S9 2.Y9 hai cái này có sự khác biệt gì nhau không? Tất nhiên là có chứ tại vì cái mà hiển thị trên màn hình làm việc, vùng làm việc đó là cái nội dung đã được tính toán. Còn cái thể hiện ở trên thanh công thức thì đó là thể hiện ô này đang chứa một công thức và cái đặc điểm nhận ra đó chính là cái dấu bằng và tên của các công thức hoặc hàm. Vậy thì cái mà hiển thị ở đây của ô G9 này, đây là kết quả của cái hàm này, hàm sum F9 gì chỉ. À, các bạn theo dõi và phát hiện dùm tôi xem là có sự thay đổi gì khi tôi thực hiện các thao tác, thay đổi gì về mặt giao diện nhé Tôi kích vào ô E3, à, các bạn chú ý. Tôi kích vào ô E3 này và nếu tôi kích vào ô E8, bạn thấy có gì khác biệt nhau không? Tôi làm lại, tôi E3, E8. À, các bạn thấy rằng có sự khác biệt căn bản đó là khi tôi kích vào E3 trên thanh ribbon nó chỉ vẫn gồm các thẻ căn bản nhưng khi tôi kích vào ô E8 xuất hiện một cái thẻ mới thẻ này có tên là design và tên chính của nó là table tool hay khác đây chính là các thẻ ngữ cảnh thế thì khi kích vào quét này cái ô E8 này và hiện lên cái chữ table tool này thì nó báo hiệu cho ta cái điều gì à, đó là giúp chúng ta hiểu rằng cái ô mà chúng ta đang lựa chọn nó đang nằm trong một định dạng gọi là bảng hay là định dạng bảng Khi kích ra bên ngoài ô e 8 thì ô này là ô bình thường ô làm việc bình thường không thuộc định dạng bảng còn khi tôi kích vào ô e 8 hoặc một ô khác như ô b 9 thì những ô vừa rồi là nằm trong một cái vùng được định dạng thành một bảng table tool và giả sử rằng tôi chè uh, uh, một cái đối tượng đồ họa bạn thấy không tôi kích chuột ra một ô hệ thống thẻ trên thanh ribbon bình thường khi tôi chọn vào hình tròn màu xanh này nó hiện lên một cái thẻ ngữ cảnh roi Tool. có nghĩa rằng đối tượng tôi vừa chọn nó là một dạng hình minh họa mình vẽ mình mặt. Cách thức để chúng ta nhận dạng ra các đối tượng chúng ta lựa chọn